Kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Đây là góc máy quay từ Blackham nhìn về cầu thời đại và khu đô thị Sala Thủ Thiêm. Hôm nay thì Tiến sẽ đi qua khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trụ sở chính quyền của thành phố Thủ Đức trong tương lai và hiện tại đã mở tại Thạnh Mỹ Lợi nha quý anh chị. Hôm nay thì Tiến sẽ giới thiệu một cái lô đất có diện tích là 160m² đang chào bán tại đây, đối diện ngay chỗ mà Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Vị trí này đây là cái góc máy quay về con đường dẫn vào vị trí lô đất của chúng ta. Con đường này thì là con đường mà các anh chị thấy những cái tòa nhà mà xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán, thì quy cách xây dựng ở đây thì là một tầng hầm và 7 tầng nổi. Còn đây là cái mặt tiền vị trí mà bất động sản chúng ta chào bán. Đường này thì có lộ giới là 10m, rất là rộng rãi, xe ô tô lưu thông tránh nhau thoải mái. Cái lô đất của chúng ta thì bên góc trái màn hình nữa chứ anh chị, ngay chỗ có đống gạch này nè. Thì hôm nay thì Tính sẽ làm về cái sản phẩm mà bán đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, nay đổi tên là thành phố Thủ Đức, để cho khách hàng trên kênh xem và biết được cái giá trị mua bán tại đây. Cái lô đất này thì có diện tích là 160m², chiều ngang là 8m, từ cái mép bên này qua bên này thì ngay cái đống gạch này luôn, chiều ngang là 8 và chiều dài là 20. Tổng diện tích công nhận là 160m². Giá đang cơ bán tại thời điểm này là 28 tỷ 800 triệu, thì tạm tính ra mỗi 1m² là 180 triệu 1m². So với những cái loại cùng diện tích là diện tích nền 8x20 anh chị, cái lô này được xem là có giá bán tốt nhất tại thời điểm này. Và Tính muốn lấy cái sản phẩm bán giá tốt nhất để làm video để cho quý anh chị và các nhà đầu tư xem và biết được cái vị trí lô đất của chúng ta ngay cái đám cái đất trống này anh chị. Và cái Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức thì nằm ở ngay mặt tiền đường Nguyễn Văn Kính, và cái vị trí lô đất của chúng ta thì nằm ở mặt tiền đường 59A nha anh chị, ở đường nội khu, đấu lưng vào trục đường Nguyễn Văn Kính, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Ở đây là trụ sở chính quyền của thành phố Thủ Đức trong tương lai và hiện tại. Như thuyết phim trước đây thì Tính đã nói về cái khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi rồi, và thuyết phim này thì Tính sẽ cập nhật đến cái giá bán cũng như là những cái hình ảnh quay tại vị trí bất động sản đang chào bán cho các anh chị và các nhà đầu tư xem rõ hơn về cái góc nhìn này. Đây là góc quay ở dưới mặt đất và quay những cái hình ảnh xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán. Các anh chị thấy những cái tòa nhà mà người ta lấy hai căn ta ráp lại không, thì xây rất là cao, một tầng hầm và 7 tầng nổi. Ở mặt trong thì 6 tầng nổi, ở mặt ngoài thì 7 tầng nổi nha anh chị. Tí nữa mình sẽ đi góc máy quay mình đếm số tầng cho anh chị thấy. Những khách hàng mà muốn làm trụ sở văn phòng công ty thì hầu hết họ cũng đã bắt đầu cái động thái là qua bên phường Thạnh Mỹ Lợi tìm đất xây trụ sở văn phòng, xây những cái building để giờ công ty văn phòng về đây. Thì hiện tại thì các anh chị thấy là nhà cửa nó chưa được nhiều, nhưng mà trong tương lai ở đây gọi là thành phố Thủ Đức. Vị trí bất động sản của chúng ta là ngay cái đống gạch này đó chị, là chiều ngang 8m, chiều dài là 20. Tổng diện tích đất công nhận là 160, giá đăng ký bán tại thời điểm này là 28 tỷ 800 triệu. Nếu quý chị và các nhà đầu tư quan tâm thì hãy gọi điện thoại cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Sản phẩm chào bán thì Tính làm đơn giản thôi chứ không có gì mà phức tạp cả. Còn đây là cái góc máy quay Blackham bay từ bờ sông Sài Gòn nhìn trực diện vào vị trí khu dân cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nay đổi tên là thành phố Thủ Đức. Các anh chị thấy không? Một cái khu dân cư mà nó được xây dựng đồng bộ, cơ sở hạ tầng đường xá, quy hoạch rất là rộng rãi và tiếp giáp sông Sài Gòn và có view sông. Đây được xem là một trong những cái khu dân cư bậc nhất và tương lai của quận 2, nay đã đổi tên thành phố Thủ Đức nha anh chị. Còn đây là góc máy quay hành trình di chuyển trên cái trục đường Trần Quý Kiên, tiếp giáp với lại bờ sông Sài Gòn. Đây là một trong những cái cung đường mà tiếp giáp sông. Trong tương lai các anh chị sẽ thấy được cái cung đường này rất là đẹp, và những cái giá trị bất động sản ở đây khu vực này thì trong tương lai dự kiến là sẽ còn tăng nữa nha quý anh chị. Tại vì tất cả những cái trụ sở chính quyền, thuế, quận, đồ gì, ủy ban, hành chính, hành pháp đều đưa về đây. Và nơi đây được xem là nơi được nhiều người sang đón để xây trụ sở văn phòng, công ty cũng như là biệt thự, nhà phố rất là nhiều.
Vị trí này thì nó không ngập nước. Còn đây là góc máy quay từ nhìn từ cái hướng Sala nhìn sang, là chúng ta sẽ đi từ Sala qua cái cầu thời đại. Bên tay trái màn hình chúng ta là cái đảo Kim Cương, để đi vào khu dân cư phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, nay đổi tên là thành phố Thủ Đức. Tính sẽ đưa nhiều góc máy quay trên không và dưới đất để cho các anh chị cảm nhận hơn. Nếu mà anh chị quan tâm thì hãy gọi cho Tiến theo số phone là 0983 383509. Pháp lý thì căn này thì đã có sổ rồi nha anh chị. Xây dựng thì khu vực này thì quy cách xây dựng là 6 tầng nổi đó. Bây giờ mình đếm cho các anh chị thấy nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tầng nổi. Tức là cái căn nhà kế bên cái lô gạch này chúng ta, thì mai mốt chúng ta xây y như vậy không có vấn đề gì cả. Cảm ơn các anh chị đã xem video này. Tính xin dừng cái phần bình luận lại ở đây. Tính chốt lại là cái giá chào bán của lô đất này với diện tích là 160, đang rao bán với giá là 28 tỷ 800 triệu. Nếu anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383 509. Nếu anh chị thấy video này hay cũng như hữu ích, hãy cho Tiến một like và đăng ký kênh nha anh chị, để cho Tiến có động lực để làm những cái video trong thời gian tới sẽ phát sóng trên kênh Tiến Villa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những tập tiếp theo ạ.